gửi cho Loan á, không biết địa chỉ, tự nhiên xin địa chỉ Ni. Hôm bữa chị đó chị nói là Ni ơi nhà Ni ở đâu, đừng có nghĩ là chị hại Ni nha, chị chỉ hỏi nhà Ni ở đâu thôi. Cái chị hỏi chi vậy chị muốn gửi cái này cho Ni. Không chị ơi, chị ơi sao mà chị gửi cho em được. Nói thôi bây giờ chị lỡ mua rồi em để đi, cái đó gửi qua cho Loan, chứ bây giờ không cho địa chỉ cũng gửi cho Loan. Mà cho địa chỉ hỏi là nói là chị lỡ mua đồ rồi, bây giờ chị đem đồ qua cho em mà đâu có đem đâu, là chị gửi từ nước ngoài về á. Mình thì tất nhiên là khi mình đi nhận quà thì đi vui chứ, nhưng mà đi không thích nợ nần ân tình đâu. Mọi người thương đi về đây gặp đi là ok rồi. Trời ơi, rồi đã có xài hết đâu mọi người. Tặng biết bao nhiêu coi son, biết bao nhiêu hộp phấn, không có tặng tặng hết nữa. Em không có nhận đúng rồi chị. Trời ơi, em nói thiệt chị bên đó mà nó kiếm mà cái phốt thôi á, để mà nó hại em á chắc khó lắm. Tại vì mình dù mặc dù ở trong lòng mình nó cũng vẫn muốn để chia sẻ những cái thông điệp từ thiện cho mọi người, nhưng mà chắc chắn là Ni đã đi vào lòng đất rồi. Hai chữ từ thiện mà đã đi vào lòng đất Ni không thể nào được. Từ xưa giờ cũng vậy mọi người, từ trước karma cho tới sau karma cũng vậy, cho nên là Ni kỵ hai chữ từ thiện lắm, nên mọi người thông cảm. Nói vừa rồi thì Ni cũng có giải thích với chị đó. Không có ai để nói mình được như mọi người. Nó mê mình dữ lắm, nó mê đủ thứ hết trơn á. Nó mê đủ thứ trò hết mà mình sớ một hớ một phát là thôi. Bây giờ tốt thành xấu. Cho nên là tuyệt đối không có thể nào mà để một cái gì mà để người ta nói mình hết trơn. Rồi cái vấn đề tự nhiên trời để nên đi nói cho tự nhiên cái chuyện này nó quan trọng mà cái là đi quên mất nè. Đây. Mọi người biết gì rồi á, là đây đây là đây, mọi người thấy không, lúc á mà tin nhắn đi có thể đi đăng lên luôn, lúc mà chú Năm chưa mất đó là đã kêu từ thiện rồi nha. Do là nhìn nắp vấn đề từ thiện cho nên đi mới đăng lên như vậy nha. Đây là chú Trạch Binh ở bên Pháp nè, lúc mà chú Năm hấp hối đó chưa mất nha mọi người, đã kêu mọi người là bây giờ trong nhà rất khó khăn, không lo được đám tang, không lo được phần mộ, cho nên ở trong 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 mấy cô chú chị em nghệ sĩ á là đã có quyên góp rồi. Và mọi người biết tới ngày hôm nay họ rất ngại lên tiếng, họ rất ngại ra mặt. Mà hôm vừa rồi là Ni có đi với Loan á, sinh nhật của chú Kim Tử Long á, thì rất là khó khăn để mà tiếp xúc và để nói chuyện và để gọi là gọi dùng cái từ là cầu xin luôn đó mọi người, để mà thuyết phục á, là có cái chị đó nha. Chị chuyển á, là chị nghe nói như vậy, chị định chuyển 200 triệu đó là cho chú sạc pin đó, thì cuối cùng là chuyển 10 triệu, 10 triệu, 10 triệu tiền phúng điếu nha mọi người. Đây cái bill đây nha, cái bill này là bill thật chứ không có bill giả, thì có kiện cũng được nữa, để cho mọi người biết được rằng là có nghĩa là có những cái không có thấy luôn. Đây đây là chị đã gửi 10 triệu nha. Cái này là chị mình có hỏi Loan là chị có cho đem cái bill lên không thì được phép đăng nha. Đây đây này mọi người, là hôm bữa đi á, đi đi sinh nhật của chú Kim Tử Long đó, thì mọi người thấy không, họ họ kêu từ thiện, họ kêu quyên góp chú Năm, thì chị đó chị cũng nghĩ này, ủa sao chẳng lẽ nguyên gia đình rồi chú Năm đi hát từ hồi xưa giờ không có đủ chi phí để mà lo cái phần mộ hả, hoặc là mua một miếng đất hả, mà tại sao phải đi kêu gọi như vậy. Thì mọi người biết không, cái video mà vàng bạc á, tiền á, là lúc đó chưa phát hiện nha, chưa phát hiện nha mọi người. Tại vì lúc đó chú Năm chưa mất mà, nhưng khi chú Năm mất rồi á thì khác, mà lúc chú Năm chưa mất là đã nói rồi, sắp 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 phải chị đó tên Nhung phải không chị, rồi chị không biết nữa, để chút chị hỏi Loan thử. Thì chú Năm chưa mất nha, chú Năm chưa mất thì đã kêu gọi rồi đó nha mọi người, có nói là không có đủ tiền lo đám tang, bây giờ lo quá, thì mọi người biết rồi, ai cũng thương chú Năm mà. Nhưng mà mọi người thắc mắc là ủa sao chú Năm đi hát bao nhiêu năm mà sao đến khi mất, đến khi mà gần đất xa trời rồi lại không có đủ tiền để mà lo cho mình một cái mộ, một cái miếng đất như vậy. Thì nói là chú Sạc Binh mới nói là không có đủ tiền và bắt đầu quyên góp nha. Thì mọi người biết rồi, ai không vậy đó, người ta suy nghĩ thì suy nghĩ, nhưng mà thôi dù gì cũng thương tình chú Năm. Ừ
Ok. Đó, thì mọi người thấy không? Ni chỉ nói vậy thôi, còn Ni chỉ đăng lên đúng cái sự việc như thế này nha, là có đơn đàng hoàng đó, là ngày năm nè, ngày ngày đây là người ta phúng điếu nè, phúng điếu mà 10 triệu nha mọi người. Phúng điếu một lần 10 triệu nha. Đó là trong đây là anh chị em nghệ sĩ nè. Có nghĩa là đừng có nói là 200 ngàn, 100 ngàn, nhưng chú sập pin, chú nói là nghệ sĩ không có đi, không có đâu đây nè. Cái đơn là ngày 19 giờ 59 phút 36 nè. Họ đi phúng điếu 10 triệu nha. Đó là mọi người, không phải đi ít đâu. Trời ơi. Ni á, nhiều khi á, nói ra mọi người lại nói sao Ni với Loan đi sự kiện. Nhiều khi đi á, không phải là gì, đi một phần là cũng đi vui, rồi đi đi để cho gặp mặt cho anh chị em nghệ sĩ, nhưng mà cũng phần nào đó Ni cũng mong rằng á, là những ai như vậy giúp Loan á, là liên hệ với Loan để làm cho ra lẻ thôi. Cho mọi người biết rồi, tự nhiên bây giờ cái người trả nợ là Loan đó. Mọi người biết là bây giờ mà lễ lộc gì cái trả nghĩa là Loan, nhưng mà tự nhiên cái cha người ta đi vô giành giật rồi tự nhiên bây giờ đổ cho người ta hết, mà tiền thì ôm hết, sao kê thì cũng không chịu sao kê. Cái đạo lý ở đâu mà đi vô rồi người này người kia bên, rồi bà kia ở đâu ở bên Mỹ á, lên tiếng giống như là bà nội như trong nhà vậy đó. Rồi nó rõ ràng quá rồi, cháu ở đâu đâu khác dòng khác họ chứ, có phải là ở trong nhà cùng họ đâu, mà cùng cùng gia tộc đâu mà đi đi giành giật rồi để nói là để giành lại cái nhà, đuổi hai đứa kia ra. Nhiều người người mình thấy vô lý không? Với lại mọi người biết là nếu như á mà em của chú Năm á, cái cô gì đó, đó cô Sis á, cho để nói ra rồi cứ hở chút á, là Ni không có sợ là phải lập vi bằng, nhưng mọi người biết bây giờ đơn nhiều quá thì sẽ bị hoãn. Cho nên Ni á, dù gì Ni cũng phải né cái tên mấy cái người mình nham hiểm, nó phải né ra, tại vì á, sợ phiền phức tới Loan thôi, chứ Ni thì Ni không có sợ. Nếu như mà một cái đứa em mà nó ngoan hiền, nó tử tế, lúc mà mình còn sống nó sống phải đạo với mình thì đâu có tới ngày hôm nay. Nếu ông Loan là một người hư hỏng không biết có hiếu với chú Năm, một cái người mà như những lời nó nói thì không có những cái team mà bây giờ bảo vệ, mà những người người dân như Ni hoặc là Phương Lê hoặc là anh Sang hoặc là anh Vũ đâu mọi người, hoặc là tất cả mọi người cộng đồng mạng luôn, không có cái chuyện đó đâu. Tại vì sao, khi mà nhìn vô cái drama này á, nhìn nó quá rõ ràng rồi, nhìn lẽ phải, nhìn sai trái đạo lý, nhìn ra ra hết. Cho nên vấn đề ở đây á, người ta bảo vệ Hồng Loan không phải là người ta thương Hồng Loan là một chuyện, người ta thương chú Năm nhiều hơn, người ta thấy bất công cho nên người ta mới đứng lên bảo vệ. Chứ còn không phải cái chuyện người ta rảnh rang, kẻ bản thân Ni Ni cũng biết mà, đâu phải ai rảnh rang đâu để hàng ngày theo dõi drama rồi lên tiếng để bị chửi đâu, không có. Ni cũng muốn bình yên vậy, nhưng mà trong cuộc sống này nếu mà mình lơ đi, mình thấy như vậy, có những cái gọi là tình nghĩa đó mọi người, cái tình cảm á nó rất là thiêng liêng, khi mà mình va chạm mình tiếp xúc rồi á thì cái lương tâm mình á, nếu mà mình lơ đi cũng cái lương tâm mình tự nhiên cảm thấy mình cũng áy náy, ủa tại sao mình có thể giúp được mình không giúp. Cho nên là cứ nói là ừ người, tất nhiên mọi người hiểu rồi, cái người mà phải á, người mà sống biết suy nghĩ á, khác với những cái người mà vô thức, cái người mà mất đạo đức. Cho nên là tại sao mình gặp nó như vậy mà mình thấy cái sự bất công ở đây, mình không 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 lên tiếng. Biết rằng đôi lúc á mình tự nguyện mà, mình không có thiệt, mình thiệt thòi đó, nhưng mà mình tự nguyện, cho nên Ni không có than phiền ở đây. Ni không có than phiền cho nên đừng có quyền.